Anh biết. Dù giờ anh có xin lỗi thì cũng không thể nào lấy lại những tổn thương mà em đã phải gánh chịu. Anh sẽ nỗ lực làm việc hết mình để từ giờ về sau em sẽ không bao giờ phải hối hận khi đã quyết định lựa chọn anh. Cả nhà mình ơi, anh ơi, nhà mình có tin mừng rồi. Cái gì đấy? Cái Yến nó có thai rồi. Hả? Anh ơi, cái Yến nó có thai rồi. Có thật không em? Chính xác mà. Vậy để con gọi điện cho em Toàn xem em về đến đâu rồi ạ. Chị không phải gọi đâu ạ. Sao không phải à? Sao thế con? Con gọi cho anh ấy rồi, anh ấy bận không về được ạ. Ôi trời ơi, cái thằng này. Ai nói với em là anh không về được? Ờ, đây đây. Anh dám lừa em á hả? Thích lừa Yến à, Yến. Con bé này, có bầu thì phải nhẹ nhàng chứ. Mẹ nói sao ạ? Này, anh sắp lên chức bố rồi đấy. Thật ạ? Ừ. Hóa ra đây là điều em giấu anh à? Sao lại chết bố rồi? Ngại mình rồi.